có bàn thử thách Cuội ăn hết hai bên trái lưu. Nhưng hôm nay Cuội đi vắng, Teo sẽ thực hiện thay Cuội thử thách này nhá. Bây giờ Teo sẽ thực hiện thử thách ăn hai bên trái lưu, các bạn hãy đón xem nhá. Có thử thách nào khó hơn không? Các bạn hãy comment bên dưới nhé.